Đặc điểm chung của những người sinh giờ Dần. Dân gian ta có câu tục ngữ sau: tuổi thân thì mặc tuổi thân, ta đẻ giờ Dần ta chẳng kém ai. Câu ca dao này chứng tỏ người sinh giờ Dần thường có tính cách lẫn phẩm chất vô cùng đặc biệt, họ thường được đánh giá là người giỏi giang trong xã hội. Nam giới sinh giờ Dần. Người đàn ông sinh vào khoảnh khắc này thường mang những đặc trưng về tính cách sau đây: mạnh mẽ, dũng cảm, kỹ tính. Họ thường nổi bật bởi tính cách mạnh mẽ, đột phá, dám nghĩ dám làm của bản thân, vì thế trên con đường sự nghiệp tương lai rất nổi bật với vai trò lãnh đạo hoặc cố vấn lãnh đạo. Ngoài ra, đây còn là người đàn ông rất chi tiết, tỉ mỉ, đôi lúc sự tỉ mỉ ấy vô hình gây áp lực cho người khác, làm những người xung quanh bạn rất khó chịu. Về mặt tình cảm gia đình, bạn có thể là người ít thể hiện tình cảm bản thân, đôi khi vô tình khiến người khác hiểu lầm. Hãy thật cẩn thận bày tỏ tình cảm mà bạn cất giấu bấy lâu nay cho người khác nhé. Vận số người sinh giờ Dần. Người sinh giờ Dần có tính cách mạnh mẽ. Nữ giới sinh giờ Dần. Nếu bạn sinh vào giờ Dần và bạn là nữ, bạn chắc chắn là người phụ nữ có tính cách độc lập, mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng, nết na, là một tính cách giao hòa nhu và cương. Về mặt sự nghiệp cá nhân, vì là người mạnh mẽ, quyết đoán nên lúc nào bạn cũng cháy hết mình với công việc, bạn dành nhiều tâm huyết cho việc mà bạn yêu quý. Cả về tình cảm lứa đôi và tình thân gia đình, bạn cũng đóng vai trò chủ động quan tâm, chủ động gắn bó an ủi người khác, vì vậy sẽ có những phút giây đối phương sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt. Hãy tìm cách dung hòa mọi thứ hơn nhé.